Xin chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng như em là 0849490188 ạ, hoặc 0296164604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 6 tháng 4 năm 2023 thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến ngập nhà những dòng hàng lan đẹp nhất, đáng sưu tầm nhất để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Xe báo thì sẽ cho bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện, nhắn tin hoặc số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan kiếm đỏ Bắc Đô. Cái dòng lan kiếm đỏ Bắc Đô em thấy là những cái bông hoa thời điểm hiện tại là đang nở này cô chú anh chị này. Đang nở và bông hoa cũng rất là xinh đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Đấy ạ, những cái bông hoa kiếm đỏ Bắc Đô rất là xinh đẹp luôn và cũng cực kỳ là thơm. Cái dòng lan kiếm đỏ Bắc Đô này em xin phép được bán, cái mùa hoa cũng là cái mùa mà ghép rất là đẹp của dòng lan kiếm này, những bông hoa rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Yeah, bông hoa cực kỳ là xinh luôn ấy. Chẳng qua ở đây là cái kiểu dạng như là cái bông vận chuyển trên rừng về, cái bông còn bông mất thôi, chứ còn nếu mà không là hoa nở rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Và cái dòng lan kiếm đỏ Bắc Đô này xin phép được mà rất là thơm, em xin phép được bán với giá là 90.000 cho 1 kg. Còn dòng lan kiếm hồng hoàng hay còn gọi là kiếm bích thủy, cái dòng lan kiếm hồng hoàng kiếm bích thủy này thì đang chuẩn bị mùa hoa thôi cô chú anh chị ạ. Đây ạ, cây đang bắt đầu là lên mầm nụ nhé cô chú anh chị nhé, lên mầm nụ và lên mầm gốc cái dòng lan kiếm đỏ hồng hoàng này này. Cái dòng lan kiếm hồng hoàng này hoa rất là đẹp, cũng nhìn rất là nhiều màu sắc, có thể là có sắc hoa đỏ hoặc là hoa của nó là có thể là màu của nó có thể là màu màu đỏ nhạt hay là màu đỏ đậm, hay có thậm chí là cái màu xanh cốm. Cái dòng lan kiếm bích thủy này này thì kiếm hồng hoàng này này em đang bán với giá chỉ có 80.000 cho 1 kg thôi, cái dòng lan kiếm hồng hoàng nhá. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan hài vệ nữ hay còn gọi là tiên hài. Cái dòng lan hài thời điểm bây giờ thì đang mùa hoa này cô chú anh chị nhỉ. Những cần hoa cao vút và mang hình dáng chiếc hài cũng rất là xinh đẹp, bông hoa hài rất là to nhé cô chú anh chị nhé. Và cái dòng lan hài này em đang bán với giá chỉ có 80.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị ạ. 1 kg về cô chú anh chị ghép mỏi tay luôn nhé. Cái dòng lan này này, đây ạ, cô chú anh chị nhìn cho em này. Đây là một cái lượng hàng với cái khối lượng là 0,3 thôi. 0,3 tức là bao nhiêu tiền nhỉ? 8324 hơn 20.000. Đó. Vài chục nghìn thôi là cô chú anh chị có cả một cái phần lan hài rất là đẹp như thế này rồi, những cái cây lan hài vệ nữ ạ. Và sang bên này đây thì em đang có cái dòng lan kim điệp thơm hay còn gọi là kim điệp nhựa đấy ạ. Cái dòng lan này hoa của nó cánh sáp bóng như là những cái bông hoa nhựa luôn, cánh hoa dày cộp như những bông hoa nhựa. Mà cái độ bền của nó phải tầm trên 2 tháng và hàng về dề rất là đẹp. Nói chung là đủ những yếu tố đẹp và thơm để mà cô chú anh chị thưởng thức, để mà chơi cô chú anh chị ạ. Dòng này em đang bán với giá chỉ có 150.000 trong 1 kg thôi. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg rồi, tức là vài 30.000 thôi. Vài chục nghìn thôi để cô chú anh chị mình có một cái lô hàng rất là đẹp. Đặc biệt là lô kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng ạ. Nhiều cô chú anh chị đã từng sở hữu những cái bông kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng thì biết rồi. Cây bé nhỏ nhưng mà khi mà sao ra hoa cực kỳ là sai bông. Và bông hoa mang sắc hoa kiều mỡ, cái dòng hoa mỡ màu vàng rất là đẹp luôn. Thì ở đây em đang có hình hiện tại thì em đang có một vài lô thôi. Cô chú anh chị mình có thể lựa chọn nhé. Đây này, cô chú anh chị này, hàng đang bắt đầu là sưng mắt nụ rồi. Đó, chuẩn bị đi vào cái mùa kiều, cô chú anh chị nhìn này. Đó, cây nhỏ bé thôi mà cực kỳ là có võ như này nhé cô chú anh chị nhé. Đây, nụ tròn tu ra như này này. Đó, cả một cái lô như thế này thì chắc chắn là cô chú anh chị cũng có một cái giò lan rực rỡ để mà thưởng thức hoa luôn đấy ạ. Cái lô này gọi là lô số 1 này, em xin phép được bán lô này với giá là 100.000 nhé cô chú anh chị nhé. Lô kiều mỡ gà số 1, cô chú anh chị về làm được một hoặc là hai giò to đùng luôn, giá chỉ có 100.000 thôi ạ. Hình tiếp theo là sẽ là hình số 2. Hình số 2 em cũng bán là 100.000 cho cô chú anh chị mình sưu tầm, đó, rất là nhiều. Nói chung là kiều mỡ thì bây giờ đang bắt đầu là chuẩn bị là đến mùa bắt đầu cho nụ nhá cô chú anh chị nhá. Và sang hình tiếp theo này, cô chú anh chị nhìn này. Đó, đây này, cây này bé nhỏ chưa cô chú anh chị. Nhưng mà hiện tại đang bắt đầu là nhú nụ này. Đó, kiều mỡ quê em thì nó không to lớn như là những vùng miền khác nhưng mà đặc biệt là rất là sai bông luôn đấy cô chú anh chị. Đây này. Những bắt nụ này. Cái lô tiếp theo sẽ là lô số 3. Lô số 3 này em bán là 100.000. Và lô số 4 này cô chú anh chị này. Lô số 4 cây mập dài hơn và nó sẽ được ít thân hơn. Lô số 4 này ạ.
Lô số 4 này em cũng xin phép được bán là 100.000 và lô số 5, mỗi một lô em đều bán 100.000 hết, tùy cô chú anh chị mình lựa chọn nhé. 100.000 luôn cho lô số 5. Và lô số 6 có 6 lô duy nhất thôi cô chú anh chị nhé, thỉnh thoảng mới có một cái lô kiều mỡ về thôi ạ. Đây là lô số 6 thì cái thân nó to dài hơn, mập hơn cô chú anh chị này. 6 này em bán 100.000. Và tiếp sang bên này đây thì em đang có cái dòng lan ngọc thạch 3 màu ạ. Ngọc thạch 3 màu bác đang đi vào chuẩn bị đi vào cái mùa hoa rồi nhá. Cô chú anh chị đừng để đợi đến khi mà nó nở hoa rồi thì mới sưu tầm, thì lúc đấy mình lại không được thưởng thức hoa trọn vẹn thì rất là đáng tiếc luôn. Thì cái dòng lan kiều cái dòng lan ngọc thạch 3 màu này em đang bán là 150.000 trong 1 kg. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg ạ. Hàng bác nên là chuẩn 3 màu sắc nhá. Và bên này đây sẽ là cái dòng lan nhất điểm hoàng. Cái dòng hoa mà rất là sai bông luôn đấy cô chú anh chị. Rất là sai bông luôn. Mà cánh hoa cũng nói chung là cũng rất là đẹp. Cái hàng này mà nếu như nó nở tại tại giò mà được trồng thuần ấy, rất là xinh luôn đấy cô chú anh chị. Nhìn cái bông hoa này, đó, rất là đẹp như thế này. Hoa sai ấy cô chú anh chị nhá. Nhất điểm hoàng em bán với giá chỉ có 90.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị này. 90.000 cho 1 kg nhất điểm hồng thôi. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg đây cô chú anh chị. Đây là cái lượng 0,4 nhá. 0,4 kg là tức là bao nhiêu nhỉ? 94, 36, hơn 30.000. Cô chú anh chị mình có một cái lượng nhất điểm hồng như vậy. Và tiếp sang bên này đây thì em đang có cái dòng lan đùi gà dẹt ạ. Đùi gà dẹt nhá cô chú anh chị nhá. Đùi gà dẹt thời điểm bây giờ thì đang hoa rất là rực rỡ luôn, cái đùi gà dẹt. Hàng này là hàng hoàn toàn của vùng Cao Bằng ấy cô chú anh chị. Thân rất là sai mà hàng các em cắt tỉa rất là kỹ luôn. Đó, sai bông chi chít như thế này. Em đang để giá gà dẹt là 180.000 cho 1 kg ạ. Hàng cắt tỉa rồi nhá. Hoặc cô chú anh chị mình có thể chọn cho em những cái rề rất là tuyệt vời như thế này này cô chú anh chị này. Đó, chọn cho em ngay những cái rề gà dẹt rất là đẹp, tuyệt vời như thế này, rực rỡ như thế này. Nở sai bông chưa cô chú anh chị? Cái rề gà dẹt này em gọi là cái hình số 7 này. Hình số 7 là một cái rề gà dẹt này. Và rề gà dẹt này em xin phép, cái rề này cô chú anh chị sở hữu nó mà nếu như mà nó nở tại vườn ấy ạ. Cô chú anh chị mà trồng thuần rồi và nở trên giò thì chắc chắn là vô cùng là rực rỡ đúng không ạ? Vô cùng là rực rỡ luôn. Thì cái chỗ gà dẹt, rề gà dẹt này em xin phép được bán với giá là 180.000 cho cái rề gà dẹt số 7 nhá cô chú anh chị nhá. Một cái rề rất là khủng và nhiều thân hoa. Cực kỳ là rực rỡ luôn ạ. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 8 ạ. Hình số 8 này. Hàng này vừa vừa nụ vừa hoa cô chú anh chị ạ. Vừa nụ vừa hoa rực rỡ luôn. Cái rề số 8 này em xin phép được bán với giá là 100.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 9. Rề số 9 cũng là một cái rề cực kỳ là khủng luôn nhá cô chú anh chị nhá. Một rề rất là to luôn. Và rề này em xin phép được bán là 180.000. Nói chung là cái mùa bây giờ cô chú anh chị lấy về là nó đang nở hoa rồi, không được thưởng thức hoa nữa đâu. Nhưng mà cô chú anh chị để chờ cho năm sau cô chú anh chị nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 10 ạ. Rề số 10, thân nào thân đấy mập nú luôn. Hình số 10 này em xin phép được bán nó cũng với giá sẽ là 180.000. Thân rất là to mập nhé. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 11. Hình số 11 chỗ này là hai rề này cô chú anh chị này. Hai rề này em xin phép được bán với giá là 100.000 thôi. Đó, hai rề rất là đẹp cũng 100.000 thôi. Cô chú anh chị mua hàng cân 180 cũng được cô chú anh chị nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 12 ạ. 120.000 cho cái rề này. Cô chú anh chị nhìn thấy ạ, quá là rẻ cho những cái rề gà rất là đẹp như thế này đúng không ạ? Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 13. Rề hình số 13 này thì chỗ này nó đang nụ, chắc là chỗ này sẽ là gà tròn chứ không phải là gà dẹt đâu cô chú anh chị ạ. Hàng đang nụ nhá, chỗ này hai rề này xin phép được bán với giá là 120.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 14. Cây này chắc là cây gà tròn rồi, đang nụ cô chú anh chị ạ. Và hình số 14 này, 14 thì cái chỗ này là cũng có hai rề. Hai rề này em bán là 100.000 này, hình số 15 ạ. 15 cũng là hai rề. Xanh mướt mát luôn, đẹp mộng mơ luôn. Hai rề này em bán là 100.000 luôn. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 16. Hình số 16 cái chỗ này em bán là 100.000 nguyên một rề luôn ạ. Hình số 17. 17. Hai rề này em xin phép được bán với giá là 110.000 nhé. Tiếp sang bên này đây thì em đang có những cây lan hài mốc hồng này cô chú anh chị này. Hôm nay em về một cái lô hài mốc hồng cực kỳ là đẹp luôn. Cái dòng lan hài mốc hồng thì ngắm chỉ có mê thôi ạ. Cái bông hài mốc hồng rất là đẹp. Em đang bán hài mốc hồng này với giá là 130.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Để cô chú anh chị nhìn cho em những cái bông lan hài mốc hồng này.
rất là đẹp, đẹp một cách xuất sắc luôn. Hàng thường là hoa ở bên Trung Quốc người ta tuồn sang Việt Nam mình, những cây hoa nở Tết với giá cực kỳ là đắt đỏ. Mà em thấy là có một số nơi, một số anh chị, một số người bán những cây lan hải mốc hồng, người ta bán theo cây cơ cô chú anh chị ạ. Thì ở đây em không bán theo cây đâu cô chú anh chị ạ. Bán là 130.000 cho 1 kg, cô chú anh chị về ghép mỏi tay luôn cô chú anh chị nhá. 130.000 cho 1 kg, về ghép chán thì thôi ạ. 1 kg. Đây ạ, cô chú anh chị nhìn cho em cái chỗ này là 0,3 kg, tức là rơi vào 40.000. 40.000 chỗ này chắc cô chú anh chị phải được bao nhiêu chục cây cô chú anh chị, có khi lên đến cả gần 100 cây hải mốc hồng mà chỉ lên đến giá có 40.000 thôi cô chú anh chị nhá. Đó, chứ không phải là bán như kiểu người ta là một cái lô như vậy chắc người ta cũng phải bán cả 100.000 rồi. Là người ta bán mỗi một cây là phải tầm hơn 1.000, 1.000, 2.000 gì đó. Thì ở đây em không bán như vậy. Hàng em nhập ở dân về nên là em sẽ giao lưu cùng cô chú anh chị để cô chú anh chị mình có thể sưu tầm những cây lan gọi là rẻ nhất cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây ạ, em có đùi giò đùi gà tròn này cô chú anh chị. Cho cô chú anh chị nào yêu thích cái dòng gà tròn thì cô chú anh chị mình có thể sưu tầm nhá cô chú anh chị nhá. Gà tròn vùng Cao Bằng cái giò này này cô chú anh chị nhìn cho em. Đây cái giò này chỉ có 3 thân đang hoa thôi mà cô chú anh chị thấy là nó quá là rực rỡ đúng không ạ? Những giò gà dẹt kia nếu mà cô chú anh chị mà lên giò thì chắc chắn là nó quá là xuất sắc luôn ấy cô chú anh chị. Chứ không phải là vừa đâu. Đây như chậu này chỉ có 3 thân hoa. Em đang có 3 cái thân hoa gà tròn mắt nhung đen của vùng Cao Bằng xinh đẹp như thế này. Tuy nhiên thì cái chậu này là không có mầm gốc đâu, đang có 3 thân hoa như vậy thôi nhá. Em đang bán cái chậu này với giá là 100.000 này cô chú anh chị. Dạ, tiếp sang bên này đây sẽ là cái dòng lan bạch ngọc đuôi công, một trong những dòng địa lan phải nói là đẹp nhất trong tất cả những cái dòng địa lan đúng không ạ? Và cái dòng địa lan bạch ngọc đuôi công này em đang để giá chỉ có 170.000 trong 1 kg thôi cô chú anh chị nhá. Giá của bạch ngọc đuôi công chưa bao giờ dưới 300 mà hôm nay em đang để giá có 170.000 trong 1 kg. Cái mùa bây giờ thì nó vừa qua mùa hoa xong, bởi vì cái này là cái dòng hoa nở Tết mà cô chú anh chị, nên là vừa qua mùa hoa xong cũng là mùa ghép rất là đẹp cô chú anh chị mình sưu tầm để mùa Tết tới này cô chú anh chị có giò lan đẹp cô chú anh chị nhá. Có giò lan đẹp để mà thưởng thức hoa. Đây, hoặc là cô chú anh chị mình cũng có thể chọn theo hình ở đây cho em. Đó, hình này em gọi là phần số 1 này. Phần số 1 cả một cái lô như thế này với giá chỉ có 100.000 thôi. Cả một lô cô chú anh chị về làm một cái chậu to đùng luôn. Phần tiếp theo sẽ là phần số 2 này. Phần số 2 cũng với giá là 110.000. Và phần số 3. Phần số 3 này. Hình như là cây phần này có lẫn cả cái cây kiếm bạch ngọc hoa trắng ấy cô chú anh chị. Phần số 3 này em bán với giá là 80.000 này cô chú anh chị này. Và vẫn là những cây lan hài thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, đó là những cây lan hài Henry. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái vẻ đẹp của dòng lan hài Henry ạ. Mang hình dáng chiếc hài và cực kỳ là bền hoa cô chú anh chị nhá. Hoa sai một cách tự nhiên luôn ạ. Dạ, vẻ đẹp của dòng lan hài Henry mang hình dáng chiếc hài màu tím hồng rất là đẹp như thế này. Sai bông một cách tự nhiên và đang chuẩn bị đến mùa hoa của dòng lan hài Henry rồi. Và em đang bán một cái chậu lan hài Henry này với giá là chậu này còn một chậu duy nhất thôi, 100.000 trong một chậu nhé cô chú anh chị nhé. Và bên này đây sẽ là những cái chậu lan hài Cosi, những cái chậu lan hài mà tự tay nhà em trồng thuần. Và một chậu lan hài Cosi như vậy với giá chỉ có 110.000. Và cô chú anh chị chơi lan thì biết rồi, sắp đến mùa hoa của những cây lan hài Cosi cũng như là cái dòng lan của hài Henry rồi đúng không ạ? Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái mã Dendro. Những cái mã Dendro cực kỳ là VIP và đẹp luôn, những cái siêu phẩm tuyệt vời ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là một cái mã Dendro hoa trắng của chú anh chị nhé. Một cái mã Dendro hoa trắng ạ, đó là dòng lan Dendro trắng ruby ạ. Rất là đẹp như thế này. Hiện tại cây vừa đang có nụ và vừa đang có hoa nhé cô chú anh chị nhé. À, như chậu này em thấy là có những cây trắng, cái họng nó hơi tím ít, và cũng có những cây thì thân trắng họng tím nhiều hơn cô chú anh chị này, trong cùng một chậu. Và một chậu như vậy rơi ít nhất là 3 thân hoa và mầm gốc lên rất là đẹp như thế này. Đó. Hoa thơm nhé cô chú anh chị nhé. Và một cái chậu Dendro trắng ruby như vậy em đang để giá có 110.000 thôi cô chú anh chị ạ. Cũng không còn nhiều hàng đâu để cô chú anh chị mình sưu tầm những cây Dendro trắng ruby cực kỳ là đẹp như vậy. Và sang bên này đây sẽ là những cái giò Dendro xuân cực kỳ là VIP ở đây. Mỗi một cái giò Dendro xuân như vậy phải rơi ít nhất là 5 thân hoa. Cô chú anh chị nhìn cho em những cái siêu phẩm cực kỳ là đẹp như thế này. Cái giò này không biết là bao nhiêu thân hoa mà cô chú anh chị nhìn cho em nó quá là khủng, quá là đẹp luôn đúng không ạ? Quá là đẹp luôn, những cái tác phẩm tuyệt vời như thế này. Những cái giò này cô chú anh chị để trưng trong bàn làm việc hay là trên phòng khách thì em nghĩ là không có điều gì tuyệt vời hơn. Cái sắc hoa tím rất là đậm, một cái mã màu cực kỳ là đẹp để cô chú anh chị mình siêu tầm thưởng thức hoa cũng như là có thể làm giống cho mùa sau cô chú anh chị nhé. Và một cái giò lan Dendro xuân như vậy em đang để giá có bao nhiêu ạ? 200.000 cho một giò thôi. 200.000 cho một giò thôi, với một cái giò lan nó quá là rực rỡ và quá là đẹp như thế này cô chú anh chị.
quá là rực rỡ, quá là đẹp như này. Mặc dù hiện tại nó đang nở hoa rồi ạ, nhưng mà cô chú anh chị mình hãy yên tâm cho em ạ, những cái mã dendro này cái độ bền của nó có thể sánh với cả cái dòng 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 hồ điệp ấy, cái độ bền của nó phải tầm hơn 1 tháng cho đến 2 tháng nhá chú anh chị nhá. Nên là mặc dù đang nở hoa như vậy, cô chú anh chị về vẫn cứ thưởng thức hoa rực rỡ đến chán thì thôi ạ. Và sang bên này đây là một cái mã màu dendro, cũng là dòng hoa tím, mà cái mã màu bông hoa này thì to đùng luôn cô chú anh chị ạ. Đây này, đó, cô chú anh chị nhìn vô của em ạ, bông hoa nó rất là to như thế này cô chú anh chị nhá. Bông hoa cực kỳ là to luôn và bầu tròn rất là đẹp, cánh hoa dày cộp luôn. Cũng hứa hẹn là những cây bông hoa mà em ít khi mà nào mà thấy cái bông dendro nó to như thế này lắm cô chú anh chị ạ. Bông dendro rất là to luôn. Và một cái chậu dendro như thế này, chậu ít nhất là 3 thân hoa nhá, hiện tại đang nở căng, thân khỏe đẹp như thế này thì những cái bông hoa dendro này cô chú anh chị sẽ thưởng thức hoa trong cái thời gian rất là dài. Một chậu như vậy rơi ít nhất là 3 thân hoa, em đang để giá là 90.000. 90.000 cho một giò thôi, với chiều cao khoảng tầm trên 40 cm cho một thân nhé cô chú anh chị nhé. Chiều cao trên 40 cm cho một thân luôn ạ, rất là đẹp, bông hoa cực kỳ là to. Đấy, nở rất là đạt như thế này. Có 90.000 cho một chậu mã dendro này thôi. Sau bên này đây sẽ là những chậu dendro hoa xổ số này. Dendro hoa xổ số này, cô chú anh chị này. Với chậu xanh mà đã trồng thuần sẵn như thế này rồi, mầm gốc lên rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị ạ, giá em đang bán một chậu như vậy là 150.000. Và sang bên này đây ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái cây lan đùi gà hoa trắng cô chú anh chị nhá. Đùi gà hoa trắng là cái dòng lan đùi gà đột biến đấy ạ. Đùi gà đột biến và cái chậu này, những đây là những cái chậu lan mà em đã trồng thuần trong cái thời gian khá là nhiều năm. Nên là hiện tại tại thì em cũng đang tách được khá là nhiều cây giống để giao lưu cùng cô chú anh chị mình nhá, cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị nào mà em nghĩ rằng với những bông hoa gà trắng như thế này, thứ nhất là đẹp độc đáo đúng không ạ? Cánh hoa trắng và họng hơi hơi hồng nhá cô chú anh chị nhá. Đây cái mã màu này. Đó, trắng họng hồng. Cô chú anh chị ạ, trắng họng hồng đẹp như thế này nhá cô chú anh chị nhá. Đó, bảo hành chuẩn hoa cho cô chú anh chị mình. Rất là đẹp luôn. Và đặc biệt ạ. Đặc biệt những cái bông cánh cái gà trắng này này nó không chỉ đẹp đâu ạ, mà rất là thơm cô chú anh chị nhé, so với những cây lan gà bình thường ấy ạ. Nếu như cô chú anh chị được thưởng thức những bông gà trắng này, cô chú anh chị sẽ có cảm nhận rằng là những cái bông gà trắng này so với gà những cây gà bình thường ấy, nó thơm hơn rất là nhiều. Một cái mùi hương thơm mà cảm thấy là nó rất là dịu nhẹ và cực kỳ là quyến rũ luôn. Cái mùi hương thơm của đùi gà em thấy là nó có bình thường ấy, gà bình thường ấy nó có phần là thơm nhưng mà nó hơi hắc. À, thơm nhẹ nhưng hơi hắc. Còn cái mùi gà này này, nó thơm đậm hơn nhá. Nó thơm hơn rất là nhiều, nhưng mà lại cái mùi hương thơm lại rất là nhẹ nhàng, rất là dễ chịu luôn đấy cô chú anh chị. Đó, à, không chỉ đẹp mà cái mùi hương thơm còn rất là đặc biệt nữa. Đó là những cái cây lan đùi gà hoa trắng này. Có cho cô chú anh chị mình sưu tầm. Cô chú anh chị mình sưu tầm thì có thể đặt hàng ở đây với những cái giò gà hoa trắng mà chuẩn hàng, chuẩn hoàng, hàng tự nhà em trồng ghép cô chú anh chị nhá. Ở đây ạ, cái chậu này em đang gọi là chậu số 18. Những cây lan đùi gà hoa trắng em nghĩ rằng là cô chú anh chị không không dễ gì kiếm được đâu ạ. Không dễ gì kiếm được một cái mã hoa gà trắng rất là đẹp như thế này đâu. Và giá thì rất là bình dân luôn. Cái chậu này em gọi là chậu 18 nhé cô chú anh chị nhé. Chậu này hiện tại đang vừa lên mầm vừa lên ti này. Chậu này xin phép được bán trả giá có 160.000 thôi cô chú anh chị ạ. Đó, một mã gà hoa trắng chuẩn hoa cô chú anh chị nhé. Rất là đẹp như thế này. Và những chậu này thì chắc chắn là sang năm cô chú anh chị có tác phẩm rất là đẹp. Bởi vì mầm gốc nó đang lên mới thì sang năm sẽ là chậu nó sẽ sum xuê gấp đôi cái chậu này. Cô chú anh chị có một cái tác phẩm rất là đẹp luôn đấy ạ. Và những cái thân này thì sang năm nó sẽ cho hoa nhé. Và đặc biệt là cây này cũng đẻ nhánh và đẻ ki rất là mạnh, nên là cây sinh trưởng phát triển rất là mạnh luôn. Tại chậu này thì đầu năm vừa rồi em vừa ghép thôi cô chú anh chị ạ. Tức là cũng vào cái mùa này, sau mùa này 1 tháng thì em vừa ghép thôi. Đấy, nên là những cái chậu này thì sau năm sau là cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa ấy. Đây cô chú anh chị nhìn này. Đấy, như cái chậu này thì trên thân nó không ra hoa mà nó đã ra 2 ki luôn rồi. Đấy, chính vì vậy mà em cũng nhân giống được rất là nhiều. Bởi vì cây này nó ra hoa cũng như ra ki rất là sai cô chú anh chị ạ. Cái chậu này em xin phép được bán 160.000 này. Chậu này gọi là chậu số 20 nhé. Và tiếp theo sẽ là chậu 21 này. Chậu 21 cũng rất là đẹp luôn ạ. 160.000, 170.000 cho chậu này đi cô chú anh chị nhé. Lên rất là nhiều mầm luôn cô chú anh chị. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 22. 22. 22 cứ đến mùa như vậy thì là hàng đang bắt đầu cây độ phát triển cũng như là đang hoa. Thì em mới bán thôi cô chú anh chị ạ. Hình 22 em bán với giá cái giò này rất là nhiều thân mầm. Giò này em bán với giá là 170.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình 23 này cô chú anh chị này.
hình 23, mầm lên rất là nhiều luôn ạ. Mầm lên rất là nhiều luôn, 140.000 cho giò này nhá cô chú anh chị nhá, thân mập nú luôn. Và hình tiếp theo sẽ là hình 24. Đây. 24 cái giò gà này em xin phép được bán với giá là 150.000 và 25 này. À, sum xuê cái chậu này này. Chậu này thì đáng lẽ ra em phải tách ra hai chậu đấy cô chú anh chị. 25 chậu này thì quá là sum xuê, quá nhiều thân luôn, về cô chú anh chị tách làm hai chậu cho em. Chậu này em xin phép được bán với giá là 270.000 nhá. Rất là nhiều thân. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 26. Chậu 26 đây ạ. Chậu này em xin phép được bán với giá là 170.000 này. Chậu số 27 này. 27, chậu này em bán là 160.000. Đó, hơn 100.000 thôi cho những cái mã gà gà trắng cực kỳ là quý và xinh đẹp như thế này. Chậu số 28. Chậu số 28 em xin phép bán chậu này với giá là 150.000 nhá. Đây, mầm gốc lên rất là đẹp luôn. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu 29. Chậu 29 em bán với giá là 140.000 thôi ạ. Chậu này hai mầm và hai mầm gốc đang lên cực đẹp. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 30 nhá. Chậu 30 160.000 ạ. Rất là đẹp luôn. Và chậu số 31 này cô chú anh chị này. Chậu số 31 ở đây. Đó, lên mầm gốc cực đẹp luôn. Chậu này em bán là 100. Chậu này thân rất là to mập luôn đấy cô chú anh chị, có cả ki trên thân luôn rồi kìa. Cái chậu này em bán với giá là 150.000. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 32 nhá cô chú anh chị nhá. Chậu 32 em bán là 160.000. Và chậu 33 ạ. 150.000 cho chậu 33 này. Vừa ki trên thân vừa mầm gốc này cô chú anh chị này. Đây, mắt ki ở đây nhá. Sang bên này đây cũng là những cái chậu lan gà dẹt. Em đang có những cái chậu gà dẹt mà cô chú anh chị mình về có thể dễ dàng để trưng trong bàn làm việc ấy cô chú anh chị. Hiện tại cây đang nụ thôi này cô chú anh chị này. Để sẵn trong chậu như vậy rồi nên là khi mà nó cây nở hoa cô chú anh chị có thể dễ dàng trưng trên trên bàn ấy, trong phòng khách ấy, tạo ra cái không gian rất là rực rỡ luôn. Và một cái chậu lan gà dẹt như vậy em đang để giá có 100.000 thôi cô chú anh chị nhá. 100.000 thôi ạ, mầm gốc đang lên và đang có nụ hoa. Với giá 100.000 cho một chậu dùi gà dẹt mà rất là sum xuê, rất nhiều thân như thế này. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan địa lan quân tử ạ. Những cây địa lan quân tử cô chú anh chị nhá. Những cây địa lan quân tử này với một cái chậu này, bản lá ngắn, lá tròn to bằng cả cái bàn tay luôn nhá cô chú anh chị nhá. Lá của nó phải bằng cả bàn tay của em ạ. Và một cái chậu địa lan quân tử như vậy em đang bán với giá chỉ có 70.000 cho một giò thôi. Một cái cây lan không chỉ đẹp thân lá đâu ạ, mà hoa cũng không kém phần xinh đẹp cô chú anh chị nhá. Mà giá chỉ có 70.000 thôi. Và một cái cây lan này ngoài cái vẻ đẹp thân lá, tạo cái không gian xanh khi cô chú anh chị sở hữu nó và hoa cũng rất là đẹp, thì nó còn mang ý nghĩa phong thủy rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là nó có một cái tác dụng rất là thực tế, đó là có thể giúp mình loại bỏ những chất khí độc hại ở trong không khí, hay là loại bỏ ngay cả những tia sóng từ điện thoại hay tivi. Chính vì vậy khi cô chú anh chị trồng những cây địa lan quân tử này trong nhà thì sẽ tạo ra một không gian rất là tuyệt vời, một cái không gian cực kỳ là trong lành, rất là tuyệt vời cho tất cả mọi thành viên trong gia đình cô chú anh chị nhé. Mà có 70.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ, rất là đáng để mà sở hữu đúng không ạ. Và bên này đây sẽ là những cái chậu lan hoàng thảo chuỗi ngọc, hoa cũng không kém phần xinh đẹp ạ. Đó, cây đang hoa và mầm gốc đang lên rất là nhiều luôn như thế này cô chú anh chị này. Đó, và một chậu như vậy em đang bán là 150.000 cho một giò thôi. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những chậu lan kiều tím yên tử nhá. Cái mặt bông kiều tím yên tử phải nói là đẹp xuất sắc ạ. Dòng kiều tím yên tử đây cô chú anh chị nhìn cho em này. Đây là bông hoa kiều tím yên tử đang sổ tại vườn. Một trong những cái mã màu phải nói là đẹp nhất trong tất cả những cái mặt bông kiều tím ạ. Đó, vẻ đẹp tím trong vắt như thế này này cô chú anh chị. Đẹp và quý nhất trong tất cả những dòng lan kiều tím nhé. Và đây ạ, những cái chậu lan kiều tím yên tử nhiều thân và khỏe đẹp như thế này, em đang để giá là 150.000 cho một chậu lan kiều tím yên tử này nhé. Một chậu kiều lộc bắc duy nhất, chậu này phải hơn chục thân nhé cô chú anh chị nhé. Hơn chục, khoảng tầm trên dưới chục thân, với giá em bán là 190.000. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những chậu lan giả Hawaii. Chậu cũng trên dưới là 5 thân trong một chậu như thế này. Có những chậu lan Hawaii tím mà cũng có những chậu lan Hawaii trắng. Ở đây thì em thấy là nụ xanh biếc như thế này chắc là Hawaii trắng như chậu này này. Đó, đây ạ, cô chú anh chị nhìn cho em ạ, nụ ạ, quá là đẹp luôn và mầm gốc đang lên tuyệt vời như thế này này. Cô chú anh chị, thì một cái chậu Hawaii như thế này để cô chú anh chị về có thể thưởng thức hoa và có một cái cây giống rất là tuyệt vời, thì em đang để giá một chậu như vậy có 100.000 thôi cô chú anh chị nhé. Hoa của Hawaii kỳ là thơm luôn rồi, và bình thường là hoa của nó nở vào thời điểm Tết đấy ạ. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan vũ nữ cô chú anh chị ạ. Những cái chậu lan vũ nữ hoàng hậu xanh
Đó, cái cần hoa của nó to như là cái ngón tay cái của em luôn. Và khi mà cây nở hoa thì cái cần hoa của nó khi mà nó nở ấy ạ. Đây ạ, cây này đang bắt đầu là chỉ mới bắt đầu là xuất hiện nụ thôi cô chú anh chị nhé. Cần hoa có thể dài đến cả mét. Và cô chú anh chị có thể thoải mái uốn và tạo dáng theo sở thích của mình luôn cô chú anh chị ạ. Uốn và tạo dáng theo sở thích của mình luôn. Thì có những cái chậu mà em đang có hai vòi bông này cô chú anh chị này. Đó, có những chậu hai vòi bông và có những chậu thời điểm bây giờ em đang thấy là có một vòi bông, nhưng mà em nghĩ rằng là những cái chậu này chắc chắn rằng là nó có thể là sẽ cho mình cả hai vòi bông hết đấy. Bởi vì có rất là nhiều giả hành to mập lắm luôn đó cô chú anh chị. Rất là to mập luôn. Đẹp như thế này. Đó, những cái chậu lan rất là tuyệt vời như thế này. Vũ nữ hoàng hậu xanh đẻ như chậu này thì cái vòi hoa này khá là cao rồi, thì cây bên này mới đang bắt đầu là nhú nụ này cô chú anh chị này. Những cái chậu lan vũ nữ hoàng hậu xanh mà đang có một vòi bông nhá, em đang nhìn thấy có một vòi bông thì em xin phép được bán với giá chỉ 160.000 thôi. Chắc chắn rằng khi mà nó nở hoa không làm cô chú anh chị mình thất vọng đâu ạ. Và chậu có hai vòi bông ạ, em xin phép bán là 180.000 cô chú anh chị nhá, là chậu hai vòi bông. Giá trên thị trường người ta bán tầm 300 đến 400.000 cho một cái chậu mà có hai vòi bông ạ, không hề rẻ đâu cô chú anh chị nhá. Hoàng hậu xanh đấy, còn ở đây thì em đang là một vòi bông chiều 160 và hai vòi bông chiều 180 thôi. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan vũ nữ, đây là cái dòng lan Sugary Baby hay còn gọi là vũ nữ sô cô la baby ạ. Hoa của nó cô chú anh chị thấy là nó rất là bền và vô cùng là thơm luôn ấy cô chú anh chị, vô cùng thơm luôn. Cánh hoa của nó dày cộp nên là rất là bền hoa luôn cô chú anh chị nhé. Mà dòng siêng hoa cho hoa quanh năm ạ. Đã, những cái chậu lan vũ nữ sô cô la baby rất là xinh đẹp như thế này cô chú anh chị đấy ạ. Những cái chậu lan như vậy mà cô chú anh chị trưng khi mà nó nở hoa, cô chú anh chị trưng trong phòng khách là bàn làm việc thì tạo ra một cái không gian không kém phần xinh đẹp, quá là xinh đẹp luôn đấy ạ. Có 140.000 cho một chậu sô cô la baby này thôi cô chú anh chị nhá. Vừa thơm và màu mang một cái vẻ đẹp rất là yêu kiều, rất là độc đáo như vậy. Này em có hai cái lô đai châu hai lô đai châu Thái nhá. Mỗi một lô bên này là cây lớn hơn, có khoảng tầm 5 6 cây 6 7 cây gì đó, em bán 80.000, lô kia khoảng tầm 7 8 cây đang bắt đầu bán rễ này cũng với giá 80.000. Sang bên này đây sẽ là những hình dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng. Dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng để em giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Thì bây giờ hiện tại cây cáo đã bắt đầu là có những cây đã bắt đầu là nhú nụ rồi cô chú anh chị nhá. Và cáo này tự nhà em trồng thuần ấy ạ. Nên là khi mà trồng thuần tại quê Cao Bằng luôn, nên là khi mà cây nở hoa chắc chắn là không làm cô chú anh chị mình thất vọng luôn. Cái chậu cáo này em gọi là cái chậu số 44 nhá cô chú anh chị nhá, đi ngược một chút xíu luôn. Em bán với giá chỉ có 220.000 cho chậu 44 này thôi, có 5 cây ạ. Chậu số 43 với giá em bán là bao nhiêu nhỉ? Chậu số 43 với giá là 100 chậu này cũng với giá 220.000. Và chậu số 42. Chậu số 42, chậu này chỉ có giá 140.000 thôi cô chú anh chị này. 140.000 thôi nhá. Chậu 42. 140.000 ạ. Và tiếp theo sẽ là cái chậu số 41 này. Chậu 41, em bán cái chậu này với giá là với giá là 220.000, 200.000 này. Và chậu tiếp theo là chậu 40. Đấy, chậu 40 này cây lá xếp rất là đẹp luôn, cái chậu này em bán là 220.000 ạ. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu 39 ạ. Chậu 39. Chậu này thì em thấy là cây đã nhú nụ khá là cao rồi này. Có cây nhú nụ khá là cao rồi đấy cô chú anh chị. Cáo bây giờ là bắt đầu là nhú nụ rồi đấy ạ. Đây, cây này bắt đầu là nhú nụ rồi. Xin phép bán cái chậu cáo này với giá là 230.000 nhé cô chú anh chị nhé. 230.000 cho chậu số 30, 39 ạ. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu 38 này. Đây, 38. Cây 38 này cũng có nụ chưa cô chú anh chị nhìn thấy cho em này. Đó, cái nụ lên và cái kiến nó thấy ngọt hay sao mà nó bâu vào này. Cái chậu này em bán với giá là 180.000 nhá, chú anh chị nhá, có nụ rồi ạ. Và chậu này, chậu 37 cũng có vài nụ luôn đấy ạ. Em nhìn thấy là đang có vài nụ luôn đấy ạ. Đây này cô chú anh chị nhìn thấy cái nụ ở ngách này chưa ạ? Chậu này em đang thấy là có vài nụ rồi. Ít nhất là hai nụ đấy cô chú anh chị, đây này. Đó, và cái chậu này em xin phép được bán với giá là 200.000 nhá. Và chậu 37 ạ. Chậu tiếp theo sẽ là chậu 36 này. Chậu 36. Chậu 36 em xin phép được bán là 200.000 ạ. Và chậu tiếp theo, giò tiếp theo sẽ là giò số 35. Giò này gọi là giò số giò này gọi là giò, sao lại gọi là giò? Gọi này gọi là giò số 35A cô chú anh chị nhá. Giò này gọi là giò 35A.
đang có rất là nhiều cây có nụ luôn cô chú anh chị ạ. Trụ trồng sẵn trên cái trụ rất là đẹp như thế này này, đang có nụ đẹp rồi ấy, có ít nhất là ba nụ, em nhìn thấy ít nhất là ba nụ luôn rồi cô chú anh chị ạ. Cái trụ này em xin phép được bán với giá là 230.000 cho trụ này, ít nhất là em đang thấy là có 3 nụ rồi cô chú anh chị nhé. Đây em quay cả toàn trụ cho cô chú anh chị, 230.000 cho trụ này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 35. 35 thì cái giò này em xin phép được bán nó với giá là, giò 35 này nhìn thấy thôi mà cũng đang, đây xem nào, đây, không biết là có nụ hay chưa nhỉ. Đây này có nụ này cô chú anh chị này. Đó, 35 có nụ đây nhá cô chú anh chị nhá. Cây này có nụ không? Đây này, cây này có nụ này. Ít nhất là hai nụ ở đây rồi ạ. 150.000 cho trụ này nha. Sang hình tiếp theo, trụ này thì có, trụ này em bán là 100.000. Trụ này thì có cây cáo, à, nó lẫn cả cái cây, cây gì nhỉ? Cây ngô đồng vào. À, hoàng nhạn, cô chú anh chị ơi, em đang có những cây lan hoàng nhạn 4N nhá, cô chú anh chị nhá. Em còn có duy nhất hai cây nhạn 4N này. Cây nhạn này, nhạn 4N số 1 nhá, cô chú anh chị. À, lỗi lá, có lỗi lá một chút xíu thôi mà cái bản lá mít rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Và cái cây này xin phép được bán là 150.000 cho cái cây nhạn này nhá. Cây nhạn tiếp theo sẽ là cây nhạn số 2, nhạn 4N số 2 cũng hơi lỗi lá một chút xíu ở đây. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em, và cây nhạn bản lá không dưới 4 sen đâu cô chú anh chị nhá, từ 4 sen trở lên đấy ạ. Giá của cái chậu này em xin phép được bán là 120.000. Và sang bên này đây sẽ là những cây lan nhạn An 3 hay còn gọi là dòng lan hoàng nhạn va ấy cô chú anh chị. Dòng lan nhạn đột biến, hoa vàng lưỡi trắng nhá. Hoa rất là, dòng lan cực kỳ là giá trị luôn đấy ạ. Đó, một cái chậu lan đẹp như thế này thì em đang bán với giá có 110.000 thôi cho những cây nhạn An 3 này nhá, hoa vàng lưỡi trắng. Còn sang bên này đây thì em đang có một cái chậu thanh đạm sữa duy nhất thôi ạ, với giá là 100.000 cho chậu thanh đạm sữa này. À, và ở đây thì em cũng đang có một cái bảng dáng hương tam bảo sắc, cái vòi nụ khá là dài rồi cô chú anh chị ạ, chuẩn bị thưởng thức hoa nhá. 50.000 cho bảng tam bảo sắc này. Và bên này đây sẽ là những cái cây lan cắt lay a, dòng cắt một lá bông đại mà người ta gọi nó là nữ hoàng của các dòng lan đấy ạ. Hoa siêng quanh năm, giá em đang bán chỉ có 80.000 cho một chậu thôi. Cái mã màu hoa sổ số nhá. Tuy nhiên thì cái cây cát này này, cô chú anh chị lấy chậu nào mã màu nào cũng rất là đẹp. Cô chú anh chị thấy ạ, như đây cây này đang bắt đầu lên mầm chồi mới này. Cô chú anh chị sang chậu đi, bón cho em cái loại phân mà nó có hàm lượng kali cao, chắc chắn là đây cô chú anh chị này, đang bắt đầu ra rễ mới này. Chắc chắn rằng là sẽ cho những cái bông hoa cực kỳ là đạt và đẹp luôn. Có 80.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhá. À, một giò dáng hương cẩm báo đang nụ này cô chú anh chị, xinh xinh ạ. À, em bán cái giò cẩm báo này với giá là 50.000 nhá. 50.000 cho chậu dáng hương cẩm báo này. Và bên này đây thì em cũng đang có những cái bảng long tu xuân. Cái bảng long tu xuân này mầm gốc đen rất là nhiều và đang có thân này đang có vài cái bông hoa. Đấy, mầm gốc nhiều như vậy, bảng long tu xuân này em bán đây cô chú anh chị nhìn này. Đó, nói chung là mình sưu tầm để mà cho mùa sau thôi cô chú anh chị nhá. Chăm sóc để mùa sau cô chú anh chị có giò lan đẹp này. Giò này em xin phép được bán là có 50.000 thôi. Và bên này đây sẽ là cái bảng hạc vĩ ạ. Hạc vĩ Cao Bằng đang vẫn đang có những thân có nụ này. À, có những thân có hoa rất là đẹp luôn. À, sắc hoa hồng rất là hồng rất là xinh nhá cô chú anh chị nhá. Dàn mầm gốc quá đẹp ạ. Và cái bảng hạc vĩ này em xin phép được bán với giá là 120.000. Một cái lô kiều tím miền Trung duy nhất, hai rề cô chú anh chị ạ. Hai rề kiều tím miền Trung này. Hai rề kiều tím miền Trung mà bán em bán với giá là 200.000 cho hai rề này nhá. Sang bên này đây thì em đang có tiếp theo sẽ là cái mật ong khoái ạ. Mật ong khoái cô chú anh chị này. Bây giờ đang vào vụ ong mật. Mà mùa này thì nhiều hoa nên là cái mật rất là ngon mà ít mưa cô chú anh chị ạ, đặc sánh. Rất là ngon luôn ạ. Mở ra là đã thơm nức rồi, mở ra là đã muốn uống rồi cô chú anh chị ạ. Thơm nức luôn cô chú anh chị nhá. 1 kg mật ong khoái này em đang để giá là 200.000 thôi ạ. 220.000 cho 1 kg thôi và hàng nguyên sáp nguyên tổ như thế này. Nói chung là chủ yếu là mật thôi cô chú anh chị ạ. Sáp thì nó rất là nhẹ thôi cô chú anh chị nhá. Sáp thì rất là nhẹ thôi. Chủ yếu là mật, mật rất là nhiều như thế này. Ngon lắm luôn cô chú anh chị ạ. Thơm nức luôn. Rất là ngon. 200.000 1 kg cô chú anh chị nhé. Tan ngay trong mồm. Bên này đây thì em đang có rất là nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan này. Vỏ thông đủ size luôn. 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong kg nhé. Vỏ thông này là vỏ thông mài luôn. Rêu rừng 1 kg được siêu nhiều ạ. 50.000 trong kg, dớn vụn 40.000 trong kg. 40.000 trong kg dớn vụn nhé cô chú anh chị nhé. Và dớn bảng này. Dớn bảng kích cỡ là 13-30 với giá là 15.000 và kích cỡ là 20-30 này.
với giá 18.000 và kích cỡ là 22 3 10 18 40 với giá 22.000. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp, Atonic 12.000 cho một gói và Hùng Nguyễn 25.000 super thai hormone tăng trưởng 50.000 cho một lọ nhé. B1 Thái 40.000 cho một lọ. B12 giải độc cho cây với giá 30.000 cho một lọ, liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Siêu da dễ N3M 30.000 cho một lọ, ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Cát tan đặc trị thối nhũn với giá là 40.000 cho một lọ, 40.000 cho một lọ nhé cô chú anh chị nhé. Kinbun cũng là đặc trị thối nhũn 25.000 một gói, Chichoderma phân bón vi sinh tháng 55.000 một túi ạ. Phân bón trùn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 một túi 1 kg, phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ dịch chuối phân châu đỗ tương này em đang bán với giá là và đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng, sản phẩm 35.000 một túi. Phân dê đã qua xử lý rất là cẩn thận luôn rồi, cô chú anh chị yên tâm sử dụng. Cung cấp cái giá trị dinh dưỡng tuyệt vời và trong cái thời gian rất là dài với giá chỉ có 18.000 một kg thôi. Em vẫn có sinh dầu hồi của vùng Cao Bằng với giá 40.000 cho một lọ, cho có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt cô chú anh chị nhé. Hoàn toàn chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên luôn đấy ạ. Của vùng Cao Bằng luôn. Rồi ạ, bây giờ bên này đây thì em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hiện tại bên em đang có đấy ạ và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi nhé. Xin phép em được dừng clip ở đây.